hãy tận hưởng thôi. Trời ơi, tăng 20% cho tôi kỹ năng nguyên tố. Ok. Trời, cái con kia nó đi luôn rồi. Con mua đi ra nó còn chưa được đánh. Cậu đánh cái coi. Con mua đi ra nó còn chưa được đánh. Con kia nó lịnh, nó ngủ luôn. Ác thiệt chứ. Rồi thì mình đổi sang cái dạng kia chi vậy ta? Bởi vậy ấy muốn được rồi. Bấm bậy bạ đổi sang đổi dạng ngáo luôn. Trăm mấy. Ok. Đánh chưa quen lắm. Hai trăm mười lăm k. Hai trăm bảy mấy k. Hai trăm sáu mươi k. Sao mà nó sướng. Sao mà nó sướng vậy trời. Có cái vụ vũ khí là mà 20 mà bắn 200 mấy chứ vũ khí là mà 60 thì bắn sao. Vũ khí là mà 20 bắn 270, 280 trời. Vũ khí là mà 90 thì chắc bắn 500 quá. Đó, cái này vũ khí là mà 90 là bắn tới nóc luôn á. Những cái đóng băng giờ cuối thôi. Bắt đầu quen đánh rồi đó. Bắt đầu có nghề đánh rồi đó nha. Nãy giờ chưa quen thôi. Bắt đầu quen combo rồi. Đó, bắt đầu quen combo rồi. Quýnh ác hơn nãy rồi nha. Này cũng quen rồi nha. Trời ơi quá, quýnh dày thì ai mà chịu nổi. Trời ơi là trời, quýnh ác quá. Trời ơi là trời. Trời ơi, nó quýnh ác quá.
mê vãi. Nó bánh đúng ác luôn. Bắt đầu quen tay cầm vô con Navia rồi nha. Lúc đầu vô chưa quen combo rồi, đánh nó còn hơi lọng cộng rồi, hơi kỳ thôi. Tôi bắt đầu tôi có ngày đánh rồi nha. Đánh đúng, đánh quen tay, đánh mượt ghê chưa. Đánh đúng ác luôn. Ê, trời ơi. Tự nhiên đổi qua cái kia rồi xong cái đổi ngược lại, thiệt tình à, báo ghê. Trời ơi, chưa gì hết rồi sao đi luôn rồi, chưa quýnh nữa, bình tĩnh, hãy để cho em quýnh anh ơi. Đúng rồi, phải cho em quýnh tí. Đánh con Furina đó là phải đổi qua đổi lại giữa hai dạng. Ý, gì đi luôn rồi, nhanh vậy. Trời ơi, con Furina chưa quýnh được gì hết. Bật khiên. Ác quá. 200 mấy. Phải giữ e nha mọi người, cái này đánh phải giữ e. Không giữ e nó đặt hạt lâu lắm. Đó. Đó. Đánh giữ e cho nó. Đánh phải giữ e, đúng rồi. Cái này phải giữ e để cho nó hút cái hạt lại. Quen tay rồi, combo ác luôn. Tử Anh, lên đường, easy. Quá mạnh các bạn ơi, hãy roll tiểu thư Navia về thôi. Preview. Furina đang cầm cấn nha, đang mặc 4 thợ săn, cung mệnh 6, tiền phú 8, 13, 13, HP 31k5, tỷ lệ 61, tiêu bạo 261, hiệu quả nạp 150, sát thương thủ thị 46%, mạnh nha, ác luôn đó, đừng đùa. Kazuha đang cầm lời thề tự do cổ xưa tinh luyện 1, đang mặc bóng hình màu xanh, cung mệnh 0, tiền phú 999, tinh thông 1000, hiệu quả nạp 166, ngon luôn. Jin đang cầm thiên không kiếm, đang mặc 4 hình màu xanh luôn, cung mệnh 0, tiên phú 118, tấn công 29, tỷ lệ 58, trị liệu 22%, hiệu quả đạp 207, ngon luôn. Xin chiêu đang cầm kiếm tỷ lệ tinh luyện 5, đang mặc 4 dấu ấn, cung mệnh 6, tiên phú 912, tấn công 1k4, tỷ lệ 68, tương bộ 104, hiệu quả đạp 233, tương bộ tu thủy 66%. Con xin chiêu này mạnh nha, xin chiêu ngon. Đây, tiểu thư Navia đang cầm cây trấn level 20 nha các bạn, level 20 nha. Thánh Di Vật đang mặc mít, hai cái đoàn kịch với lại hai cái dòng nước nha. Cung mệnh 6, tiên phú 97, tấn công 1k6, tỷ lệ 71, sát thương bạo 187, hiệu quả nạp 124, sát thương nguyên tố nham 46%. Con này mà nó lên level, nó up kỳ vũ khí lên nữa là nó tăng thêm tỷ lệ nữa là ngon rồi. Dung Ly đang cầm hắc anh thương, đang mặc 4 thiên nham, cung mệnh 0, tiên phú 99, HP 54k. Rồi, con Dung Ly chỉ có vậy thôi. Miko đang cầm trấn, đang mặc mít, hai cái tấn công, hai cái tinh thông, cung mệnh 0, thiên phú 19, tấn công 1k6, tỷ lệ tinh thông 327, tỷ lệ 77, sát thương bạo 203, sát thương nguyên tố lôi 46%. Con Miko này là nó để đi với lại team tăng cường thì nó sẽ ngon hơn đi cái team nãy mình chơi. Nếu đi team nãy mình build lại. Bennett đang cầm tay phong kiếm tinh luyện 5, đang mặc 4 tông thất, cung mệnh 6, thiên phú 92, bởi vậy nãy Bennett nó cầm cây vũ khí này nó nạp nhanh đó.
HB 30k, tỷ lệ 53, hiệu quả nạp 257 đấy, đi bên nạp đi mình mà nạp rất là nhanh luôn. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka, present.